Phần chúng ta có gì chia sẻ không ạ? Cái bài căn bản ký thứ 17 phòng Bắc Sư Lan, cái câu ở đây để các tỳ kheo khi mắt thấy sắc không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng, những nguyên nhân gì vì nhãn căn không được chế ngự khiến tham ái ưu vi các ác bất thiện pháp khởi lên, khiến tham ái ưu vi các ác bất thiện pháp khởi lên, thì theo chế ngự nguyên nhân ấy hộ trì con mắt, thực hành sự hộ trì con mắt. Cái nguyên nhân ấy ở đây thì nói nó hơi trừu tượng, không có cụ thể lắm. Và cũng có thể ta sẽ một cái ví dụ cụ thể. Chú hỏi về hội trì căn ha. Và này các tỳ kheo, thế nào là tỳ kheo hội trì các căn? Ở đây này các tỳ kheo, khi mắt thấy sắc, tỳ kheo không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Và chỗ này chúng ta hiểu rồi chứ không? Tướng chung tất nhiên là không có nắm chung cái hình bóng đó, cái dáng hình đó của cái tứ đại đó, mà cũng không có nắm giữ cái tướng riêng. Ở gì như không nắm giữ cái tướng riêng là ở cái người này con mắt đẹp quá, hay cái miệng đẹp quá, hay cái mũi đẹp quá. Những nguyên nhân gì làm cho nhãn căn không được chế ngự khiến tham ái ưu vi các ác bất thiện pháp khởi lên, tỳ kheo chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì nhãn căn, thực hành sự hộ trì nhãn căn. Những nguyên nhân gì Những nguyên nhân gì làm cho nhãn căn không được chế ngự khiến tham ái ưu bi các ác bất thiện pháp khởi lên? Cái nguyên nhân mà làm cho cái nhãn căn không có chế ngự được là nguyên nhân gì? Ví dụ như khi mình nhìn vào cái sắc pháp á, mình thấy nó đẹp, mình thấy trong cái tâm mình nó khởi lên một cái tham ái đối với lại cái sắc pháp đó, thì mình xem lại coi tại sao mình tham ái nó lại với lại cái sắc pháp này. Tại sao mình tham ái cái sắc pháp này? Thường mà thì do dính mắt, do vô minh dính mắt. Thì đúng là do vô minh á. Nhưng mà khi mình đã có trí tuệ, mình xem xét lại cái điều đó thì mình xem xét sâu hơn nữa là tại sao mình tham ái nó với lại cái sắc pháp này. Thì cái sắc pháp này là cái gì? Một cái khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái đối với mình, nên nên mình tham ái đối với nó. Thì khi mình thấy được cái nguyên nhân mà làm cho mình tham ái khởi lên như vậy á, là vì mình thấy được cái sắc pháp này là cái khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái đối với lại cái tâm của mình. Vì cái sắc pháp này là một cái pháp khả ái, thì ngay cái chỗ đó là sao, là mình phải quán cái khả ái đó, mình phải quán cái khả lạc đó. Đó là những nguyên nhân đó. Rồi khi mà mình gặp một cái sắc pháp nào đó, một cái âm thanh nào đó mà mình thấy mình khởi lên cái ưu bi, tất nhiên là mình khởi lên cái khó chịu đối với lại cái sắc thanh hương vị xúc đó. Thì mình xem lại coi coi tại sao mình khởi lên cái khó chịu đối với lại cái sắc thanh hương vị xúc này. Mình khó chịu là vì cái tâm của mình nó không có muốn cái sắc pháp này, hay là cái âm thanh này nó muốn như vậy, nó không có thích là được thấy, được nghe một cái sắc thanh hương vị xúc như vậy. Rồi mình là hỏi tiếp, thì khi mà mình nhìn ra được cái đó là mình đã nhìn ra được cái nguyên nhân làm cho sanh khởi lên cái ưu bi, cái khó chịu đó với lại cái sắc pháp, cái thanh pháp đó. Thì mình hỏi tiếp tại sao mà mình lại khó chịu như vậy, tại sao mình lại không có muốn thấy, muốn nghe cái
sắc thanh hương như vậy. Mình muốn hay không muốn như vậy để được cái gì? Được cái gì? Mình thấy mình đâu có được cái gì đâu, mà muốn hay là không muốn. Sắc pháp này thì nó phải có cái hình dáng đó, âm thanh này thì nó phải phát ra cái tiếng đó thôi, mình muốn hay không muốn để làm gì? Thì đó được gọi là tỳ kheo tự chế ngự nguyên nhân ấy. Tức là sao? Là phải như lý tác ý. Tự chế ngự nguyên nhân ấy bằng cái gì? Bằng như lý tác ý. Thành ra cái vấn đề nằm ở trong cái hộ trì căn ở đây là gì? Vấn đề nằm ở trong cái hộ trì căn là phải làm gì? Phải nhận diện ngũ uẩn. Rồi xem lại cái cảm thọ của mình thấy nó dễ chịu hay là khó chịu trước những cái sắc thanh hương vị xúc. Thì trong cái dễ chịu khó chịu đó mình hỏi là tại sao nó dễ chịu hay tại sao nó khó chịu. Tại khi đó là mình đang tìm cái nguyên nhân đó. Tại khi mà mình đã thấy được cái nguyên nhân đó rồi thì mình phải sao? Phải tự chế ngự cái nguyên nhân ấy bằng cách gì? Như lý tác ý. Mình như lý tác ý để mình chế ngự cái nguyên nhân ấy, để mình diệt tận cái nguyên nhân ấy, rồi mình mới hộ trì được các căn. Thì cái chữ mà nguyên những nguyên nhân gì vì nhãn căn không được chế ngự, thì chữ vì này phải hiểu là gì? Thì cái chữ vì đây là mình phải hiểu vì cái nguyên nhân đó mà cái nhãn căn nó không có được chế ngự. Để chúng ta rõ chỗ này rồi ha. Tại vì nhân thể nó cổ lại này, thì được cái cầu này có thấy hay ghê lắm. Nhưng mà lại không biết ai sống 100 năm không thấy pháp sinh diệt. Tốt hơn sống một ngày thấy được pháp sinh diệt. Thì là trong kinh Pháp Cú, cô ghi như vậy. Thì một cái dòng quan trọng nữa là thấy pháp sinh diệt là thấy sự sanh diệt của ngũ uẩn. Thế là tôi hiểu chữ pháp nó làm sao bạn? Thế là mình lại đi tìm hiểu chữ pháp. Pháp này nó mang ý nghĩa là một cái điều gì đó, một cái việc gì đó, một cái vấn đề gì đó thôi. Nó mang vậy thôi. Thấy pháp sanh diệt tức là thấy cái sự sanh diệt, cái pháp sanh diệt đó trong cái trường hợp này tức là gì? Là thấy cái sự sanh diệt của ngũ uẩn. À vậy thôi. Thế thì tôi mới mượn được một cái từ điển của ông Hoàng Trung Cột. Không biết ông để dịch nghĩa như thế này, tôi đọc nguyên cơ được không ạ? À, pháp dịch là đạt ma, đạt ma đạt vô, là từ chỉ chung hết thảy mọi sự vật, hiện tượng, dù là to nhỏ, hữu hình, vô hình, chân thực, hư vọng, sự vật cũng là vật, đạo lý cũng là vật, tất thảy đều là pháp cả. Cái dịch đó còn chết chứ nữa. Không hiểu gì hết. Bây giờ cái hiểu đơn giản nè, chú bỏ qua cái sách vở đó đi. Như cái đơn giản nè. Ví dụ như Đức Phật nói là người thành tựu bốn pháp này thì không có thể bị thối đọa. Đó là cái người có cái sự hộ trì căn, tiết độ trong ăn uống, chú tâm, cảnh giác và chánh niệm tỉnh giác. Thì người thành tựu bốn pháp này không thể thối đọa. Thì trong cái trường hợp đó, Đức Phật nói điều đó, cái chữ pháp nó tương đương với chữ gì? Đừng có nhìn cái định nghĩa đó. Mà cái câu này của Đức Phật mang cái nghĩa là người thành tựu bốn cái điều này. Thì cái chữ pháp lúc này nó bằng nghĩa mà là gì? Là cái điều. Như người thành tựu bốn pháp này thì không thể thối đọa. Thì khi đọc cái đó mình phải hiểu là người thành tựu bốn cái điều này nè thì không thể thối đọa. Đó đúng rồi, nó là vậy thôi. Chứ đưa vô cái định nghĩa đó làm sao mà hiểu nổi. Vâng. Cái này nó mơ hồ quá. Không biết là mình hiểu cái pháp. Anh ra con bây giờ hết là thấy pháp sanh diệt là thấy cái sự sanh diệt của ngũ uẩn, là vậy thôi. Thì cái pháp ở trong cái trường hợp đó là nó tùy theo cái câu văn đó trong cái tiếng Việt của mình mà mình có thể mình dịch là có ba việc này hay ba điều này hay ba vấn đề này vân vân. Thì cái đó
đưa vào trong kinh là cái chữ pháp thôi, vậy thôi. Chánh pháp là gì? Là những cái điều chân chánh mà được Đức Phật đã thực thấy, thực biết, thực giác, thực chứng và truyền dạy lại cho chúng ta. Ví dụ như Đức Phật nói tham, sân, si là ba pháp đưa đến khổ đau, nó cũng là pháp. Thì trong cái trường hợp đó, cái chữ pháp mình có thể hiểu là gì? Tham, sân, si là ba sự việc hay ba vấn đề hay ba điều đưa đến khổ đau cho chúng sanh, vậy thôi. Tại vì tôi bị cấn từ cái chỗ là cái trong sách cứ hay ghi là 84 vạn pháp thì phải đến mãi cho mình chú đừng quan tâm đến những vấn đề đó. Bây giờ chú hiểu chữ pháp chưa? Cảm được. Nhiều như ba pháp này đưa đến khổ đau, đó là tham, sân, si. Thì cái chữ ba pháp đó phải hiểu là ba cái điều này nè đưa đến khổ đau, thì ba cái vấn đề này nè đưa đến khổ đau là tham, sân, si, vậy thôi. Đơn giản vậy thôi, chứ cái giải thích kia là đưa vô là con thấy con mù, con không biết nó là gì. Tu cái này giống như là cả một cái sự thử mà cả một cái sự mà trí tuệ trong đó vận dụng hết những cái sự hiểu biết để có một cái nhìn mà như các bậc thánh là vậy, trí tuệ viên mãn trong đó. Thì đúng như vậy, con đường này là con đường của trí tuệ mà.